Bài văn tả ngôi nhà ngắn gọn. 3 tháng trước, gia đình em vừa chuyển đến một ngôi nhà mới ở khu chung cư. Em thích ngôi nhà của mình lắm. Nhà của em nằm ở tầng 10, ở góc trong cùng nên rất thoáng. Toàn bộ ngôi nhà gồm một phòng khách, một phòng bếp, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm và một khoảng giặt phơi rộng bên trong cùng. Toàn bộ ngôi nhà được lát gạch trắng, sơn tường màu vàng kem, rất ấm áp. Đèn được lắp trên trần nhà sáng trưng, không phải sợ khi trời tối nữa. Các thiết bị trong nhà được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp. Em thích nhất là góc ban công với những chậu cây xanh xinh xắn và chiếc xích đu trắng. Chiều chiều đi học về, em tưới nước cho vườn cây và ngồi trên xích đu đọc truyện ngắm hoàng hôn. Cảm giác thật là tuyệt vời. Em sẽ chăm chỉ dọn dẹp và giữ gìn ngôi nhà yêu quý của mình để nó luôn thật đẹp và mới.